chúng ta bắt đầu sang cái kiểu số 3. Kiểu số 3 này là một cái kiểu là cả phân tử, nó vai trò là chất khử. Ở đây như các em nhìn thấy thì với cái kiểu này thì thầy thường hay ứng dụng với lại các cái hợp chất của lưu huỳnh, ví dụ như FeS, Fe2S, CuS, Cu2S, CuFeS, để chưa, có nghĩa là những anh mà có thằng lưu huỳnh bên trong. Thì thầy ứng dụng cái kiểu này như thế nào? Như ngày trước các em làm ấy thì các em phải viết quá trình, cái đấy là cái không thể tránh khỏi. Hơn nữa là các em lại bắt buộc là phải làm sao, là phải giả sử số xóa của sắt và giả sử số xóa của lưu huỳnh. Và như vậy thì rất là lâu, vừa viết quá trình vừa phải giả sử số xóa. Vì vậy nên là thầy sẽ giới thiệu chúng ta một cái phương pháp này. Thì phương pháp này thầy nghĩ rằng là nó kết hợp với lại cái bộ phương pháp từ cái kiểu 1, kiểu 2 của thầy, thì thầy thấy là nó làm sẽ tăng tốc độ chúng ta lên rất nhiều. Vì vậy các em cùng chú ý nhé, xem thầy làm nào. Ở đây thì do là cả phân tử đóng vai trò là chất khử Fe và S, và sau phản ứng thì Fe chui vào trong FeNO3 3 lần và lưu huỳnh của thầy thì chui vào trong HISO4. Chính vì vậy nên là cái số lượng sản phẩm khử nó tăng lên là 2, đúng chưa? Số lượng sản phẩm oxy hóa nó tăng lên là 2. Vì vậy nên thầy sẽ không nên đặt cái số ở bên dưới hàng này, bởi vì như vậy nó sẽ rất là lâu, được chưa? Và rất là khó nhìn nhức mắt. Vì vậy nên thầy sẽ đặt cái số E trao đổi bên dưới này. Vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta đi tính số E trao đổi. Đầu tiên thì chúng ta cứ coi như sắt của chúng ta là, bởi vì cả phân tử FeS là không, nên thầy coi sắt là không, lưu huỳnh là không đi, được chưa? Đấy nhá, bước 1 là coi sắt là không, lưu huỳnh không. Sắt là không thì lên sắt dương mấy? Dương 3. Vậy là 0 trừ 3 thì bằng 3. Vậy thầy điền 3 dưới này. Lưu huỳnh của thầy là 0, lên lưu huỳnh dương 6. 0 trừ 6 bằng trừ 6, trừ 6 trị đối trừ 6 bằng 6. Vậy là 3 cộng 6 và đây sẽ bằng 9. Ở đây thầy lấy số dấu trị đối và thầy không quan tâm đến số dấu, được chưa? Tiếp tục tương tự như cũ, nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 1 e. Vậy thầy sẽ có là 9 chia 1 bằng 1 và 9 bằng 9 và 1. 1 vứt lên đây, 9 vứt lên đây. Vậy ta sẽ có một sắt, một lưu huỳnh. Ok chưa? Vậy chúng ta quay trở lại nhân như cũ nhỉ. 9 nitơ cộng 3 nitơ bằng 12 nitơ. 12 nitơ hiđro sẽ là bằng, chú ý này, 12 hiđro trừ 2 hiđro còn 5, còn 10 hiđro, 10 hiđro chia cho 2 thì còn 5. Sau đó cuối cùng thì thử bằng hệ số oxy, 2 3 là 6, đuôi là 6 nhá. Đây là đuôi 3 3 9, 9 cộng 4 là đuôi 3, đuôi 3 cộng đuôi 8 là bằng đuôi 1, đuôi 1 cộng đuôi 5 bằng đuôi 6. Ok, vậy là hai vế bằng nhau. Đấy là vừa nãy thầy vừa làm cho chúng ta. Chắc nhiều bạn là thầy biết chắc chắn rằng là các bạn chưa kịp chớp mắt mà thầy đã làm xong rồi. Chưa kịp biết là chuyện gì xảy ra thầy đã làm xong rồi. Đấy cũng chính là mục đích của thầy để giới thiệu cho các em biết rằng là cái này nó rất nhanh. Được chưa? Vì vậy nên là hiện giờ bây giờ chúng ta chưa cần thiết phải làm luôn. Được chưa? Bây giờ các em hãy dừng lại, xong tua lại từ đầu, xem thầy hướng dẫn lại cái này. Được chưa? Sau đó chúng ta lại chờ đợi khi xong một lượt nữa thì chúng ta mới cân bằng được này. Thì chúng ta sẽ thấy là tốc độ chúng ta rất nhanh. Được chưa? Mấu chốt ở đây là coi này là không, coi này không thôi. Thì đây là lên dương 3 viết 3 dưới này, đây là lên dương 6 viết 6 dưới này, 3 cộng 6 bằng 9, sau đó giải như bình thường. Đấy, đấy là điểm mấu chốt. Được chưa? Còn tất cả những cái gì đó khác thì thầy đã hướng dẫn chúng ta cho phần kiểu 1 và kiểu 2 rồi. Được chưa? Vậy giờ chúng ta sẽ sang tiếp tục cái phương trình B. Phương trình B của thầy là thầy cho một cái khó một chút, FeS2 tác dụng HNO3 để tạo thành FeNO3 3 lần cộng H2S4 cộng NO cộng H2O. Ok, vậy bây giờ chúng ta vẫn bước vào làm nhé. Bây giờ các em chưa cần phải dừng lại để mà làm đâu. Giờ vẫn là phần này, phần thầy hướng dẫn. Nếu không chúng ta vẫn chưa làm được. Chúng ta chú ý của thầy, sắt của thầy vẫn lên sắt dương 3. Sắt không lên sắt dương 3 đây. Vậy thầy vẫn ghi 3 dưới này, bởi vì chỉ có một hành sắt. Nhưng chú ý này, đây thì có mấy lưu huỳnh? 2 lưu huỳnh, đúng chưa? Vậy thầy sẽ là 2 nhân 2 nhân đi lưu huỳnh của thầy từ lưu huỳnh 0 lên lưu huỳnh dương 6. Vậy là 0 trừ 6 bằng 6, vậy là 2 nhân 6. 2 x 6 bằng 12, 12 cộng 3 bằng 15. Vậy đây ta sẽ có một phân tử FeS2 nhiều như 15 e. Đấy, rất dễ. Được chưa? Tiếp tục này, nitơ dương 5 về nitơ dương 2 về là 3 e. 15 chia 3 bằng 15 chia 3 bằng 5 chia 1. Thầy vứt 1 lên đây, vứt 5 lên đây. Ok chưa? Vậy thầy sẽ có này, 1 sắt cân bằng lưu huỳnh này, 2 lưu huỳnh
Đến đây thì lại bảo toàn nitơ. 5 nitơ cộng 3 nitơ bằng 8. 8 nitơ. Trừ đi đấy, rất nhiều bạn quên chỗ này. 8 trừ 4 còn 4. 4 chia 2 còn 2. Thử lại bằng hệ số oxy. 8 2 4 đôi 4 9 cộng 8 17. 17 cộng 5 là 12. 2 2 đôi 4. Ok, 2 đôi 4 12 với bằng nhau. Đấy, các em đã thấy rất nhanh chưa? Đấy, bây giờ các em mới dừng cái video này lại. Video này lại, chúng ta cân bằng lại cho thầy phương trình B. Được chưa? Cân bằng lại phương trình B. Sau đó rồi là chúng ta check lại chỗ nào các em làm sai, làm nhầm, không giống với kết quả của thầy, thì xem lại cái chỗ thầy hướng dẫn vừa rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang tiếp tục cái ví dụ C.